lắp lại lên, lắp lại lên. Mẹ vì mà chú chắc thì hả vậy một chỉ cái đại vì mà tập tụng chỉ có đi tập tăng ở vậy là cần vậy quốc sản cần vậy cái hồi này mà không có cái này là biết hàng lấy cái miếng lưới cho nó rồi đền bài móc lành bài cho cái cả rồi lắp đắt đi, lắp đắt đi. Đó, rồi. Lắp đây đây đó, anh đó phím để đưa đắt này đó rồi đắt cái tủ nó này sao? Ngó mấy đứa lộn, thằng biết trước rồi. Người không thơm cũng tỏ lòng thơm thôi, cũng vì bởi chị nữa. Đừng chỉ đừng chỉ vô đây, chỉ vô đây, chỉ tao vô đây. Đây nè, chỗ này, thấy không? Dây không lấy đắp phủ lệ rồi, để ra đi. Bước bước. Đây nè. Cho nên là phải lấy đất tắp tắp vô phủ vô nữa chạy đó vô đó kìa chạy đó là lấy đất tắp vô đó là coi như là Tiêu rằng đối ý này của mẹ tính Hà Nam này đúng không? Hè tuổi này một cũ một cũ mà lại Hà nhắn là họ tính Hè tuổi Thank you.
cái chén mà nó lùa lên rồi cũng một lùa lên nhớ lắc lắc này. Như cái hộp này cỡ như tầm như đây là khoảng bô la lận chín anh Dục. Như thằng sao? Thế chứ? Đẹp rồi. Như lứa là phải lo lịnh mái lịnh trồng lại cho không được không xong, vì nếu không không trồng được đó là tập trung hết gì hết cái này nữa, cái bò cái cũ mà mái là lịnh nó bơi lịnh sạch rồi nó đừng có đến gì vậy, nó cầm cầm đứa đứa rửa dáng phất luôn vô. Cái này cái đất đây đây kìa. Mình không phải sao. Để cái này thì mai thì lại chụp thì chụp xiên chụp lỗ nền nhập phanh phanh chụp lỗ nền cho rồi để tắt vô á bạc giữ ở đây là tôi là một người nông dân tên này, ngoài ra ở Tà Linh này là không có cái kinh tế nào là bằng cây sâm. Trước đây nghèo lắm, làm lúa làm ruộng làm rẫy là không đủ ăn, thậm chí mắc mua. Tôi thấy cây sâm này là cây rất quý, vừa rất có giá trị. Tôi đó là gia đình là phát triển chăm sóc và bảo vệ cây sâm, hiện nay mới được trang trí, nào là nhà cửa, nào là xe cộ đi lại. Mẹ bữa nay là đỡ, vừa xóa đói giảm nghèo, vừa làm giàu cho gia đình, chính đáng, chính là trồng sâm. Trước đây gia đình cũng mua cô dân, gom cô dân trồng phát triển chăm sóc. Tóm cái cây này là tính là bãi được. But hard if we try.
Đây là tên đây 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 cái cây đây nó dĩ mình sửa sữa hay cả nữa. Muốn bảo vệ tốt cái sâm này là phải, thứ nhất là anh em công nhân phải có 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là có sức khỏe này. Điều kiện thứ hai là có thương thực thật tha. Điều kiện thứ ba là có trách nhiệm. Đấy, hiện nay là rất đặc biệt cái bọn trộm là đột nhập liên tục. Đêm nào tôi nào anh em cùng lò gác bảo vệ không ngủ như trước đây. Bữa nay là thường xuyên 24/24 đến sáng, tụi tôi đến sáng lò bảo vệ là vừa có kỳ hương mới bảo vệ như dưới kia họ có điều kiện là có cái đồ rêu đồ quai tiếng động kết hợp anh em cũng không ngủ. Đây là cái tình hình cây sâm. Nhưng mà cái kế hoạch tới hiện nay sau này bảo vệ hơn nữa sẽ có cái nguy hiểm. Nào là trông thò bãi sẽ chết người, nào là ném đá, nào là bán với nó,
ai mà vào vườn sâm là có khi con nào cháu nào vào vườn sâm nguy hiểm sẽ chết người đấy. Chạy đi, chạy đi. Tới trước luôn, tới trước luôn. Bài. Nó lẹ từ từ đây. Ô, con tôn bài, con chua con gấu. Tôn bài. À, anh em lên đây trước cạc. Đêm nay cũng nghe báo động bóng 5 lần. Anh em xuống coi tương là ăn trộm không phải... trong bàn trước vô bò ăn xem. Anh em chay vô chay ra coi hết thở luôn, càng hết thở luôn, mệt đường xa chỗ xa. Anh em chay ra coi cũng không phải ăn trộm. Thường xuyên thức đạt, không được ngủ, không đêm không được mệt mỏi, nghe bạo động đa đều đa kêu là phải nhanh chóng đi thôi, nghe vùng nào thôi chạy nhanh bạo động lo ngày mùa gió cùng vẫn thường xuyên cũng thân đôi lúc không nghe bạo động phải đi tùy tiện. Một tốt là đi cái này tốt là đi từ nhà này lượm mấy thằng này. Đấy, là lại cái tay kia xanh tốt tốt kìa đầu.